Watching my video, and hope you guys enjoy the video. Be safe during the COVID-19. Thank you. Thu trong ra ngoài đúng là bận rộn. Sao cô lại ở đây? Hàn Nhi, thân đại nhân, con có ba điều muốn nói. Giờ hàng con cửa đại nhân trước giờ cũng. Người đời rất tốt của con nhờ cha đẻ vậy, nếu không phải là người thì con đã sớm chết đường chết chợ rồi. Ân tình này con không biết lấy gì để đáp cho đường của mình lấy tính mạng của bà đời lại cũng cam tâm, làm như vi tan. Con đều hiểu cả, con không về lần tranh đoạt cơ vị thành chủ, và dù trước giờ con luôn thích Tử Vân, nhưng con thân phận bị thấp hèn không xử với cô ấy. Không, không cần phải tự quan nhận bản thân như vậy, thiên phù chắc tuyệt như vơi trong khoảng thời gian này nhất định phải được bất cấp và hạt kim. Phụ thân ta diệt mặt trước đây cũng chỉ là thường dân, cho nên con đối với Tử Vân vẫn là lời tiên ta được nghe. Thế đó con thân là huynh muội, phụ thân đại nhân con hiểu rồi, con hiểu ý giúp khỏi về tranh giành trước thành chủ. Hay về sau con sẽ tận tâm tận lực tập luyện, không phụ kỳ vọng người, nỗ lực trở thành trợ thủ đắc lực của Tử Vân. Phụ thân đại nhân hãy đi xin cáo biệt trước. Dù hắn với gì cũng tốt, chỉ là tâm cơ quá thâm sâu, hy vọng hắn có thể mong điều chỉnh tâm tình của hắn. Ngay sau buổi hợp thần thánh thứ ra bắt đầu bị phong tuyết thế ra đánh áp, không những việc buôn bán bị tấn công, điện tử thần thánh thứ ra trong thành vệ quân bộ đội cũng dần dần bị tiêu diệt, những gia tộc khác cũng không dám tham dự và tiến hành hỏa hoạn, như là thần thánh thứ ra vì tranh đoạt chức thành chủ mà dần tạo phản và vệ phong tuyết thế ra xử lại. Không phải chứ, nữa là gia tộc bọn họ có mâu thuẫn, con tiếp thời gian thái độ nên sẽ áp chế bọn họ thôi. Nhanh như vậy đã động thủ rồi, con tiếp thời gian chắc chắn là từ chỗ thẩm mặc và động sơ hở chúng ta tên phế vật này. Nếu biết sớm đã chết chắc hẳn mưa, một tính sổ của bạn cũng dễ như vậy đâu. Thập quý bắt đầu từ hôm nay, bạn từ quan hệ với họ án công hội cùng chứng cứ, con tiếp thời gian sẽ làm cách làm tạo được định hướng của chúng ta. Đã rõ. Chúng tôi là hợp lý lên vậy. Bắt đầu học rồi, năm sáu hay là công pháp cơ bản của Thánh Lan học viện cung cấp để đổi thành công pháp mới của phương trước thế nào. Có nhiều công pháp được phát hiện trong kho báu nào đó, không biết sau việc phát trước đây của chúng ta cao cường đến mức nào, thật hay giả vậy. Kiểm tra của ta nói đó, này tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người của ban thiên tài sao? Dạ không, chạy là nơi cả người này cũng không biết sao, đây chỉ là long trụ thứ ra của Ngạo Vân Thế Gia, đến nay đã cấp bậc thiên đồng vũ tinh. Trong thiên tài ban cũng là thiên tài sơ cấp, đứng trước vị trí số 10, rồi từ nhất đại hào môn thế gia, thiên tài thiên tài. Đây là người mới của thiên tài ban sao? Còn thì đi hoa ta không? Đây là người của Ngạo Vân Thế Gia đã nhận ra ta. Đây của chúng ta cao cường đến mức là thật hay giả vậy? Kiểm tra của ta nói đó. Này tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người của ban thiên tài sao? Dạ không, chạy ngươi là ai? Ngươi cả người này cũng không biết sao, ngươi chỉ là long trụ thứ ra của Ngạo Vân Thế Gia, đến nay đã cấp bậc thiên đồng vũ tinh. Trong thiên tài ban cũng là thiên tài sơ cấp, đứng trước vị trí số 10, rồi từ nhất đại hào môn thế gian, kiểm tra thiên tài. Tôi là người mới của thiên tài ban sao? Còn thì đi hoa ta không? Tôi là người của Ngạo Vân Thế Gia đã nhận ra ta. Và việc phát trước đây của chúng ta cao cường đến mức là thật hay giả vậy? Kiểm tra của ta nói đó. Này tiểu huynh đệ, tôi cũng là người của bạn